Xin chào các bạn nhé. Thưa các bạn, tại video này chúng tôi xin giới thiệu và để bán đến các bạn một cái ampli 300B rất là hay. Hiện nay cái ampli 300B này chúng tôi đang bán với giá là 28 triệu. Đây là một trong những cái ampli bóng đèn 300B đốt trực tiếp 3 cực và có một tầng bre, một tầng lái, sử dụng bóng Mỹ. Còn bóng 300B thì sử dụng bóng của Trung Quốc. Thế thì cái ampli này chúng tôi bán 28 triệu nhưng mà lại có một cái nét rất là đặc biệt ở đây là với cái ampli này thì chúng tôi bán và chúng tôi tặng thêm cho các bạn một đôi loa. Đôi loa 3 đường tiếng mà do chúng tôi setup và chúng tôi đóng cái đôi loa này theo mẫu sử dụng các cái củ loa của Nhật. Tiếng trầm, tiếng bass và tiếng trung rất là đẹp. Cái đôi loa này thì chúng tôi bán rời là 5 triệu. Bạn nào mà có nhu cầu mua rời cái đôi loa này thì chúng tôi cũng bán cho các bạn nhé. Đôi loa này là có chiều cao, chiều rộng là 22,5 cm, chiều sâu là 25 cm và chiều cao là 45 cm. Chúng tôi sử dụng cái gỗ óc chó sơn phủ mờ và chúng tôi đang khoe các bạn ở đây như này là toàn bộ cái phần loa ở bên trong, chứ còn ê căng của nó thì rất là đẹp các bạn ạ. Ê căng sau khi đóng vào thì nó sẽ là như thế này. Chờ nóng giúp cho chú cái này vào đây. Đó. Đó rồi, bảo nó vừa tới thế là được. Thì cái ê căng loa khi mà hoàn thiện nên nó đẹp, đẹp như này các bạn này. Đó. Chúng tôi muốn mở thoáng ra như này để cho các bạn nhìn thấy cái chất lượng của củ loa. Cái loa này thì tiếng trầm rất là tốt bởi vì cái củ loa này chúng tôi sử dụng là củ loa 16 phân là của Đờ Nông. Cái loa trên thì chúng tôi sử dụng loa toàn giải của Pana và chúng tôi sử dụng hai loa chép của JBL. Và mẫu thùng này thì chúng tôi bán là 5 triệu soát hàng toàn quốc. Tuy nhiên thì trong cái video này chúng tôi xin nói lại là chúng tôi bán cái ampli 300B mạch Singer End sử dụng hai tầng bóng, bóng 12A U7. Đấy, và ampli kiểu ampli kit của Nhật. Đấy, chúng tôi tặng kèm các bạn một cái đôi loa này. Đấy, giá 28 triệu tặng kèm một đôi loa, tặng kèm cho các bạn một cái đầu giải mã. Đấy, đợt cuối năm rồi chúng tôi lên những các cái hàng hóa ở trong cửa hàng có những cái gì mà setup được mà bán được với giá tốt thì chúng tôi setup để bán cho các bạn, để hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Và cái mẫu này thì dùng ở trong nhà, phòng ngủ cũng như phòng khách đều rất là ok. Các bạn mua cái ampli này về kèm theo cái đầu giải mã kia là các bạn có thể chơi được nhạc từ điện thoại thông minh hoặc là lấy tín hiệu từ trên màn hình TV thông minh xuống hoặc là điện thoại thông minh đều có thể cấp tín hiệu cho cái ampli này hoạt động tốt rồi. Và các bạn có thể kê cái loa này ở trên các cái kệ ở bên dưới TV cũng như là cái ampli này bên dưới cái TV ở trong các cái không gian nhà các bạn, nó rất đẹp. Hoặc các bạn có thể dùng nó vào mục đích là sử dụng trong phòng ngủ. Đấy, thì bây giờ mời các bạn nghe thử một cái âm thanh của nó nhá. Để tôi mở từ TV. Trường xưa vẫn ta, nay ta lại về. Cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi nay sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng suối về ngọn quê. Tình thật đây mơ còn thuyền trên mây, còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy đành, hãy đem cho mọi dập vui.
vắng ta, nay ta lại về cùng theo lối em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê sông cạn lại thành dòng suối về ngọn quê hương. Mười ngón tay em gầy cuốn cuộc tình thật đầy mơ còn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người. Lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người. Vâng thưa các bạn, trên đây là video mà chúng tôi lên video bán cái chiếc ampli 300B mạch Singer-N. Và tặng kèm cho các bạn một đôi loa ampli mạch Singer-N này chúng tôi bán 28 triệu. Và tại video này chỉ có một bộ duy nhất thì chúng tôi tặng kèm các bạn một cái đôi loa mà chúng tôi đang bán với giá là 5 triệu và thêm một cái đầu giải mã 1,1 triệu và dây loa GAV, dây nguồn, dòng dây mét, dây đi theo máy các bạn nhé. Bạn nào mà có nhu cầu mua muốn chơi những cái bộ âm thanh như này để vào phòng ngủ hoặc là phòng khách hoặc là chơi nó nhẹ nhàng trong cái không gian nhà chung cư của các bạn là rất là vừa, thì hy vọng là sẽ là một cái bộ âm thanh để cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi kênh của Kháng Audio các bạn nhá. Chúng tôi xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.